Xin chào toàn thể anh em nhé. Hôm nay em lên sóng giới thiệu tiếp cho anh em một chiếc đồng hồ Citizen con quay rất là đẹp. Đồng hồ Citizen bản mạ vàng nhé. Thiết kế như kiểu cái máy vòm, học của nó là học kính hết anh em nhé. Đấy, trước kính, sau kính và xung quanh cũng là kính nhá. Đấy, mạ vàng rất là đẹp nhé. Con này hàng bã Nhật về, máy bã Nhật hết. Đây, đây anh nhìn gần máy Japan anh em nhé. Đấy, gần đấy. Anh em nhìn thấy chữ Japan này ở đuôi quả pin nhé, chữ Japan đấy. Đấy, con này là dòng kim trôi. Đây, anh em có thể nhìn thấy cái dây nó nhảy trong này nhé, dòng kim trôi, kim trôi hai kim đấy. Giờ rất là chuẩn anh em nhé, Citizen. Con này khá là cao và đẹp anh em nhé. Đây em để cùng một cái bộ âm ly có chiều cao 20 cm, thì đây nó khá là cao và đẹp anh em nhé. Để bàn như thế này là rất là đẹp rồi đấy anh em nhé, rất là khá là to và đẹp đấy nhé. Còn bình thường những cái đồng hồ để bàn nó chỉ nhỏ nhỏ bằng cái vành trong này thôi, hoặc là chỉ cao đến đây thôi. Đấy, mấy cái đồng hồ báo thức nó chỉ tầm này thôi đấy, nó thấp thấp đấy thôi. Cái đồng hồ này nó là đồng hồ để bàn, để trưng bày nữa nên là nó khá là đẹp nhé. Hàng bãi Nhật đấy. Hàng Nhật nên là giờ rất là chuẩn, ngon, chính hãng, hàng chính hãng của Citizen rất là ngon anh em nhé. Đấy, chữ số với là mã luôn nhé. Đây anh em nhìn chữ Japan trong này, đấy, Japan anh em nhé. Con quay rất là đẹp, cho anh em pin mắc xeo xịn hết đi theo anh em nhé. Đấy, con này đúng ra là bán với giá tầm 1,8 triệu cơ, nhưng hiện tại em xả cho anh em nhé, 1,480,000 thôi. 1,480,000 chiếc đồng hồ Citizen này nhé. Đấy, ngoài ra thì em trong lô bãi em nhập về cho anh em thêm một chiếc đồng hồ nữa. Đây, một chiếc đồng hồ mạ vàng 23K anh em nhé. Con này là Afla. Đấy, Afla, anh em nhìn cái logo của nó này, Afla nhé. Con này là mạ vàng thật anh em nhé, mạ vàng thật 23K nhé. Hàng chính hãng, hàng chính hãng Alpha của Nhật anh em nhé. Đây, logo biểu tượng nó đây anh em nhé, nhìn đây rất là ngon nhé. Con này là chống nước 3 ATM nhé. Đây, quay này hơi khó nhìn nhé, quay thì nó hơi kiểu nó bóng quá, nó hơi khó nhìn nhé. Đây anh em nhìn, nhìn kỹ nhá. Đấy, nhìn kỹ nhá, em quay chậm chậm nhá. 23K gold plate này. Đấy, 3 ATM. Đấy, hàng chính hãng nhá, nó dọc cái biểu tượng hãng của ở trên cái đồng hồ này luôn này. Đấy, những cái dòng này anh em không lo hàng giả hàng nhái nhá. Đấy, con này là hàng lô bãi Nhật về, rất là ngon nhá. Mạ vàng 23K, vàng thật anh em nhá. Đây là mạ vàng thật nhá. Đấy, con này để cho anh em với giá 800.000 thôi nhá. 800.000. 800.000. Con này nó là đồng hồ kiểu đồng hồ nữ anh em nhá. Này đồng hồ nữ chứ không phải đồng hồ nam đâu nhá. Đây.
rất là đẹp nhé. Con này mạ vàng thật anh em nhé, nó mạ vàng thật 23k nhé, giờ cực kỳ tròn luôn. Đấy. Còn anh em bên mạng em có đồng hồ alpha này ra này, đấy, ALFFLA là ra nó luôn anh em nhé, mạ vàng thật 23k thì rất là chất luôn. Con này nó là hàng Nhật về nhưng mà nó vẫn cơ kiểu nó vẫn chưa qua sử dụng đâu anh em nhé, chưa qua sử dụng nên là nó vẫn còn cả cái mắt của nó ấy. Đây. Đây anh em nhé, nó vẫn còn cả cái mắt dư đi theo về đây này. Nhưng thực ra là nếu mà tay đàn ông đeo thì mình nói chung là cái vòng này nó khá là to, anh em về anh em vẫn phải nới nhá, anh em vẫn phải về phải nới cho nó vừa tay của mình nhá. Đây, đây nữa, còn vẫn còn dư cả cái đầu nó nối thì em về có thể nối được nhá. À, rất là ngon nhá, con này 800.000 thôi nhá. Đấy, anh em chốt cái này thì ví dụ như là các bác chốt cho vợ các bác là ok này. Đấy, con này thì theo em thì thích hợp với các bác có độ tuổi từ tầm trung niên anh em các bác nhé, tầm trung niên sẽ phù hợp hơn, tầm trung niên sẽ phù hợp hơn nhé. Đấy, giá thì các bác sở hữu chỉ có 800.000 thôi, một chiếc đồng hồ cực kỳ xịn nhé, chính hãng của Nhật nhé, rất là xịn nhé, mà vàng thật nhé. Các bác chốt sản phẩm nào liên hệ với em theo số điện thoại 0965748574. Em có nhận ship hàng toàn quốc, bọc xốp cẩn thận cho anh em nhé. Anh em kết bạn Zalo, Facebook của em là Đức Anh Loa Bãi để chúng ta trao đổi thông tin qua đấy cho tiện. Rồi, cảm ơn và chào tất cả anh em nhé.